Ủa mắc cười quá, nó bạn con kêu nó bằng mày, không lẽ con kêu nó bằng ông nội? Trời đất, ý cô là con hãy gọi bạn xin tên. Đúng rồi, Liễu Liễu mới kêu Vũ là bạn xin tên, giống như Bảo kêu Liễu là Bảo, còn bà Liễu tự nhiên Bảo là Liễu vậy đó. Ủa nói gì vậy con? Vậy ta ngồi Vũ và Liễu Bảo rồi bông kêu ngồi như kêu chó vậy con. Ờ đúng rồi. Chó Nhật nè, bạn Bảo là chó Bẹt Dê nè, bạn Vũ là chó Phúc nè, à còn Thúy Liễu là chó Chi Hoa Hoa. Ủa còn cô là chó gì ta? Đất ơi, à cô là chó cỏ. Thích nha, trời đất ơi, con nghe nói là đồn ở đây Minh Khai này hay có xe bắt chó đó mà cô cẩn thận, chó cỏ hay ăn tạp nè. Cô đâu không để bây giờ. Có chừng bị bắt nha cô. À, trước khi vào học chúng cô sẽ điểm danh nha. Em đầu tiên. Yeah. Cái gì vậy cô? Hết hồn à? Nó làm bắt chước làm thầy đâu biết gì đâu. Cô cái đó trong hiếm hớp cái tay làm vậy hả cô? Trời đất, không có nói vậy nữa nghe chưa? Có thiết đồ gì? Mặc đồ thì thùng hình vậy đó. Cô điểm danh em đầu tiên Phong Phong. Dạ có bé Phong baby love ly thì tinh dâu. Bảo dạ có bảo giật cấp 12 trên cấp 12. Thúy Liễu. Dạ có Thúy Liễu thì mẹ nết na không ai sánh bằng. Vũ Vũ. Dạ yeah có Vũ Vũ. Điểm danh xong rồi, cô sẽ dạy các con bài mới. Bài mới hả? Xin lại gần cô đây.